thế con? Đây là công ty, đừng có hét lên thế. Nhưng mà con tức lắm, con tức con Hương lắm con á. Làm sao, có đứa nào dám bắt nạt con à? Nó làm gì mà bắt nạt con, nó bắt nạt con móc mắt nó ra. Mẹ cũng nghĩ thế, làm gì có đứa nào mà có bản lĩnh để bắt nạt con gái của mẹ. Ê này, mẹ nhìn đây này. Hôm nay nhá, cô lấy bài kiểm tra của con ra so sánh với bài kiểm tra của nó. Xong rồi cô còn bảo con là phải học tập nó. Mẹ thấy con nhục không? Trời, còn có đứa dám qua mặt con gái của mẹ cơ à? Cái gì nó cũng hất tay trên của con ấy. Bạn group của con á, nó cũng hất tay trên luôn. Cái con này, nó là con cái nhà ai mà nó láo tét thế à? Nó làm gì phải con cái nhà ai đâu. Cái đồ mồ côi, xong lại còn nghèo rớt mùng tơi. Bẩn, xong rồi may mắn mà được vào lớp con ấy. Thế thì con phải bận tâm về nó làm gì? Thôi được rồi, để hôm nào mẹ có thời gian, mẹ sẽ hạ nóc ao con này để cho con hả giận. Ờ, nhưng mà bây giờ con tức lắm. Thôi được rồi, thế bây giờ mẹ cho đi shopping để hạ hỏa được chưa? Không, không đi shopping đâu, đi nâng mũi. Nâng mũi á? Ừ. Ừ, được rồi, nâng mũi thì nâng mũi. Nào, đi. Đi. Bán cho tôi ba cái bánh bao. Ba cái bánh bao đây ạ. Của bác đấy? Hết 24.000 ạ. Đây, giả có 25.000, không phải giả lại đâu. Thôi bác ơi, cháu có 1.000 đấy bác ạ. Đây để cháu gửi lại bác nhé. Cháu gửi lại bác 1.000 ạ. Cô đi bán bánh bao à? Thu à? Mẹ à, đây là bạn Hương lớp con mà con hay kể với mẹ đấy. À, hóa ra thế. Đây là cái bạn Hương mà con hay kể với mẹ đấy à? Mẹ không nghĩ cô ấy lại xấu xí quê mùa thế này đâu. Này, cậu nghèo đói đến mức phải ra đường đi bán bánh bao dạo à? Tôi bán bánh bao để kiếm tiền ăn học thì có gì là sai? Cậu thử xem cả lớp mình có ai làm nghề hèn mọn như cậu không? Khiếp, lại còn không biết xấu hổ. Tôi mà là cậu, tôi sẽ kiếm cái lỗ nào để chui mất. Chỉ cần làm việc không vi phạm pháp luật thì có gì là sai? Mẹ à, mẹ thấy chưa? Mẹ thấy bạn Hương lớp con ngầu chưa? Mặt giấy 20 phân không biết xấu hổ. Này, cháu ơi, xấu xí quê mùa thế này, đứng bán hàng nên kiếm cái khẩu trang mà đeo vào cháu ạ. Thôi mẹ ạ, nhìn cái mặt bạn ấy, con không muốn ăn bánh bao nữa đâu. Mà nhìn xấu xí quê mùa thế này, chắc là cũng mất vệ sinh đây. Thôi, không ăn nữa con ạ. Chả là... Cậu! Này, nhớ bịt cái khẩu trang rồi nhá. Nhà quê đấy con. Ui, nhìn quả mặt nhục nhã nó vừa nãy mà con vui quá mẹ ơi. Mới nói có vài câu như thế mà con đã thấy hả dạ rồi á. Ui, đã thật sự luôn ý. Thế đã là gì đâu. Mẹ còn có trò này hay hơn để cho con chơi đấy. Trò hay hơn. Ồ, mẹ hay thế. Đúng là mẹ của con, gừng càng già càng cay. Chuyện mẹ của con mà lại có như thế thì bao nhiêu năm nay mẹ mới làm được giám đốc chứ. Ô, Hương, bạn bánh bao ở đây à? Ờ, tao bán ở đây. Thế này mà ra lận đây bán có vất vả lắm không? Tớ thấy bình thường thôi mà. Trong khi bọn tớ đang đi chơi mải miết thế này mà cậu lại đi bán bánh bao, bọn tớ lấy này lắm. Các cậu không cần thương hại được đâu. Đêm về mà tớ cứ nghĩ mãi hình ảnh cậu đi bán bánh bao ấy, trời xót xa cực ý. Nên là hôm nay tớ thủ trang ra để ủng hộ cậu đấy. Thôi lấy cho bọn tớ mấy cái bánh bao đi, bọn tớ đứng đây ăn luôn cho nóng. Ok.
lấy mấy cái? Hai cái. Ok. À mà thôi, ít quá, hai cái nữa đi. Mà mỗi 4 cái thì bó bèn gì. Lấy cho bọn tớ hẳn 6 cái luôn đi. Tớ bán ở đây chủ yếu là để đỡ tiền học ý cậu. Chắc cũng chả được bao nhiêu. Nói chung là đỡ được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Chắc là đây của các cậu đây. Có người mua 6 cái như bọn tớ đâu nhở. Lấy đâu ra. Thôi hôm nay đến ủng hộ bạn như thế là được rồi. Dạ vâng ạ, hai cái bánh bao của anh đây ạ. Yêu ơi, bánh có rơi này. Ê, có phải lông chuột đây này. Khiếp, cậu làm ăn kiểu gì đấy? Không thể có chuyện đấy được. Ơ, anh, không phải như anh nghĩ đâu. Em ơi, kinh quá, cậu buôn bán chả có tâm gì cả. Khiếp. Cậu làm ăn kiểu gì đấy? Này cậu ơi, cậu làm nhân bánh bao bằng thịt chuột đấy à? Khiếp chứ. Không thể như thế được. Bình thường buổi sáng tôi chọn nguyên liệu rất là kỹ. Chắc chắn là các cô cố tình hại tôi. Ai thèm hại cậu làm gì? Năm ba cái bánh bao này. Cậu làm ăn không có lương tâm ấy. Có vua giáo hạ cho bọn tôi. Tôi không bao giờ chọn đồ ôi thiêu. Buổi sáng tôi dậy từ sớm để làm, chứ không bao giờ tôi có mua đồ vớ vẩn. Cả con giờ tao tướng bây giờ còn cãi gì nữa hả? Cãi cái gì? Chết, bây giờ vẫn còn già mồm để cãi được. Kinh quá Hương ạ. Cậu cãi đúng không? Tôi cho cậu lên livestream Facebook luôn nhá. Cho cậu hết cãi nhá. Chắc chắn là các cô cố tình hại tôi. Không bao giờ có chuyện như thế được. Này nhìn mặt. Nhìn mặt mày có đến nỗi nào đâu mà khiếp. Bẩn thỉu thế. Ai thèm hại cậu xem nào. Cô không được động vào đồ của tôi. Bỏ cái tay bẩn thỉu của cô ra. Này, cô bỏ tay bẩn thỉu đấy. Cô bỏ ra. Đây này, được 500 like đây này. 500 người xem đây này. Cho cậu xem, cho cậu nổi trên Facebook luôn nhá. Đây là đồ của tôi, cô không có quyền động vào. Đây này, mọi người ơi. Bán bánh bao sạch này. Úi dồi ôi, bánh bao sạch này, khiếp. Đây lông chuột lông mèo ở trong này. Bán lông chuột lông mèo này. Các cô hại tôi. Này mọi người nhìn rồi này, khiếp quá. Đây này bạn Hương. Đây là bạn Hương bán bánh bao ở ngã tư đây mọi người ạ. Tao cho mày hết đường buôn bán luôn. Đi. Tôi không làm sai, tôi không sợ. Ừ, mày cứ ở đấy mà không sợ đi. Để tao xem mày còn buôn bán được nữa không. Đừng để tranh cãi với nó làm gì. Đi. Cổ phần của công ty mình đều bị công ty NCT thâu tóm hết rồi con ạ. Mẹ nói gì thế? Mẹ làm gì mà lại bị như thế? 2 năm vừa rồi công ty mình làm ăn thua lỗ, mẹ mới bán hết cổ phần cho họ. Bây giờ hết cả cổ phần của công ty cho công ty họ rồi. Thế con căn biệt thự thì sao? Đến nay mẹ đã thua lỗ hơn 200 tỷ. Không có tiền để bù lỗ. Mẹ phải bán cả căn biệt thự cho người ta rồi con ạ. Thế rồi mẹ con mình ở đâu? Thôi, con bê giúp mẹ cái này. Mẹ con mình đi thôi. Em chào tân chủ tịch ạ. Ừ thôi mọi người đi vào làm việc đi. Của công ty sao? Con nhìn xem. Đây có phải là con bé bán bánh bao bẩn thỉu ngày xưa không con? Thế nào cũng thế được. Con này nó vừa nghèo vừa hèn. Sao mà
vào đây làm giám đốc được. Đúng rồi, đúng là nó rồi, không thể sai được. Đi thôi mẹ. Này, bà định đi luôn sao? Bà không bàn giao công việc cho tôi à? Tôi không có gì phải bàn giao với cô cả. Mọi cái tôi đã bàn giao với thư ký hết rồi. Ấy, bà và con gái bà đều quen tôi đấy. Định đi luôn sao? Ngở cái mặt lên nhìn tôi chút sao? Tôi chính là cô gái bán bánh bao năm xưa mà bà và con gái bà chê tôi bẩn thỉu đấy. Biết. Thì sao nào, bây giờ mày muốn gì? Tao đây này, chính tao đây này, mày muốn gì? À, còn đây là cô bạn rích kít năm xưa sao? Chẳng phải tao nghe nói là mày đã đi nâng mũi sao? Sao mũi bây giờ vẫn tẹt như vậy nhở? Này, thôi đủ rồi đấy nhá. Mày nhá, chính mày, mày âm mưu hại mẹ con tao đúng không? Tôi hại á? Thế cô thử hỏi xem, mẹ cô làm ăn phi pháp, nhập nguyên liệu không rõ nguồn gốc thì suốt 2 năm qua không bị người ta tẩy chay đâu. Đến lỗi á, phải bán lại cổ phần cho công ty tôi. Trước đây mẹ con tao làm thế chẳng sao cả. Mày, mày âm mưu hại mẹ con tao, giảm uy tín của công ty tao. Này, cậu có biết uy tín là gì không vậy? Uy tín ý, là người kinh doanh có tâm, không lừa dối khách hàng. Còn mẹ cậu thì sao? Vì lợi nhuận ý, mà bất chấp. Đáng ra mẹ cậu phải ngồi tù rồi. Mày, sao cậu lại trợn mắt lên với tớ như thế? Trông xấu lắm. Đây chỉ là quả báo nhỏ dành cho hai mẹ con cô năm xưa đã sỉ nhục tôi, sỉ nhục cô gái bán bánh bao. Chắc mày bây giờ đang hả dạ lắm đúng không? Dù bây giờ mày có là chủ tịch ấy, thì trong mắt tao, mày cũng chỉ là một con nghèo hèn bẩn thỉu thôi. Thế bây giờ tôi sẽ gọi cho cảnh sát để cho mọi người xem bằng chứng ấy mà mẹ con cô đã làm ăn như thế nào nhá. Cháu ơi, cháu, thôi cô xin cháu, cháu hãy tha cho mẹ con cô một con đường sống, cô xin cháu đấy. Mẹ à, mẹ đứng lên đi. Các người nên nhớ rằng ấy, gieo gió ắt gặp bão, tạo nghiệp sẽ bị nghiệp quật. Từ nay hãy sống cho tử tế vào.